Chào các cậu, chào mừng các bạn đến với một tập khác của Game 3. Tôi là Ellie và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chơi và kiếm tiền. Từ một trò chơi thực sự thú vị, điều đó đã thu hút sự chú ý gần đây. Nên ở câu theo như tôi biết. Hệ thống Catherine và cơ chế chơi trò chơi trong tiếng vang hơi phức tạp. Cho người mới, tôi biết điều đó vì tôi cũng là người mới trong trò chơi này. Do đó, tôi sẽ cho bạn thấy tất cả sự hiểu biết của tôi về trò chơi này. Để bắt đầu cơ chế chơi trò chơi và vâng. Tôi mong đợi với khoản đầu tư của cô ấy vào trò chơi này. Vì vậy chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy một chút thông tin về trò chơi Nine Câu Thật Mê Hoặc, một trò chơi nhập vai thuộc sở hữu của Nancy Mutt trên Inui. Người chơi có thể kiếm tiền bằng cách ghi chú Nine Câu, đọc dàn diễn viên mới, đánh bại dòng, đánh bại kẻ thù thông qua các trận chiến B2B và B2E. Trò chơi hiện đã có trên tất cả các nền tảng từ PC, UC đến Android. Vì vậy trò chơi có thể dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người. Nhưng tiếc là nó không miễn phí để kiếm và bạn cần phải có một số thực thể để chơi trò chơi. Vì vậy chúng ta là người đầu tiên bắt đầu trò chơi. Bạn có thể vào trang web này nicol.com và nhấp vào bắt đầu. Vì vậy để tham gia vào trò chơi, bạn cần kết nối ví và tài khoản nhanh. Cũng có một anh chàng video ở đây mà bạn có thể xem chúng. Và sau đó bạn có thể tải xuống trò chơi trên tất cả các nền tảng, từ UC đến Android, từ PC đến Mac OS. Họ có tất cả cho trò chơi. Sau đó bạn có thể đến mặc cất bay. Tap ở đây để bắt đầu tìm kiếm một số Nico yêu thích. Bạn muốn chơi? Ngay bây giờ, mức sáng thấp nhất hiện tại là gần 100 đô la, trời ơi. Độ sáng đang tăng lên nhanh chóng. Lúc sáng đang thay đổi giờ làm thêm. Hiểu và chọn đầu gối phải. Cố hoặc và xây dựng một đường hoàn hảo quả. Atmo có quan trọng đối với trận chiến của bạn không? Bạn có thể thấy rất nhiều thứ ở đây. Và nó làm bạn bối rối một chút. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích tất cả những điều đó cho bạn. Về cơ bản đây là các phân số, các yếu tố của Nico. Và các phân số có một mối quan hệ hạn chế. Như bạn có thể thấy trong bảng, vòng cổ hạn chế sẽ bị thiệt hại thêm 30%. Và 50% khó xử trong trận chiến. Vì thế, giống như bạn có một con mèo sấm sét chiến đấu với con mèo đất, chắc chắn Thundercat sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho trái đất. Chúng tôi cũng có Yingang ở đây, nhưng nó sẽ không được tính và cũng không có lợi thế hơn tất cả các phân số. Chúng tôi cũng có tới 5 lớp khác nhau từ các chiến binh, khiến Jengersi hỗ trợ sát thủ. Trong mỗi người trong số chúng tôi họ, có Unicita của riêng họ như những chiến binh. Thường chúng ta có nhiều sức khỏe nhất, nơi sát thủ có thể gây ra nhiều thiệt hại nhất. Đến một mục tiêu với các kỹ năng, và các lớp này được xác định bởi sự lạm dụng bắt. Phần cơ thể của Nineco và bạn biết ở đó là rất nhiều loại đóng góp khác nhau, làm cho mỗi Nineco xuất hiện trong trò chơi hoàn toàn độc đáo giống như Affinity. Lớp học của nỗi đau sẽ xác định lớp của Nineco đó. Cho dù chúng ta là sát thủ hay chiến binh, trong các trận binh khác, chúng tôi hỏi họ về một ngôi sao. Tùy thuộc vào các lớp, kỹ năng của Ninko cũng sẽ dựa trên cách build, giống như bạn có thể thấy ở đây trong bảng này. Và một trong những điều quan trọng nhất bạn nên biết là quần Gini ở đây, nó sẽ đưa tôi nề câu cho một ngôi sao cầm đồ. Vì vậy ngôi sao cơ bản của một chàng trai sẽ mạnh hơn nhiều so với những cái ban đầu, và chúng đắt hơn nhiều. Và bạn có thể xem ở đây để xem. Tôi nghĩ bạn nên chọn các kho lưu trữ liên kết với các kỹ năng mà tôi đã đề cập với bạn trước đây. Thích cái này với thanh kiếm ánh sáng, vì nó thường có một số hiệu ứng đặc biệt đối với kẻ thù. Khi nhấp vào chi tiết ở đây, bạn có cái chính và cái ẩn. Công cụ ẩn ở đây, cái cánh nhỏ này là những con cá cược. Các phân số thực sự quan trọng cho hệ thống chăn nuôi ở Nico. Bạn có thể chọn ngẫu nhiên Nico để ghép nối với. Và việc cung cấp sẽ ngẫu nhiên, lấy gen này từ hai cha mẹ với các khả năng khác nhau. Chính, một người chắc chắn sẽ có cơ hội cao hơn để nhận được đường truyền. Trên trẻ em, đây là bảng xác suất di truyền. Jamie 1 được 36%, Heaton 1 được 10% và Heaton 2 được 20%. Vì vậy nếu bạn may mắn, bạn có thể lai tạo một con BI từ hai con bình thường. Khá thú vị phải không? Vì vậy nếu bạn muốn mua một số con mèo bình thường sau này, bạn sẽ sử dụng chúng để nhân giống, bởi vì mèo bình thường thường rẻ hơn. Bạn có thể mua nhiều, có nhiều Genie trong một phần sưởi ấm. Giống như cái này, nó có tới 3 gen làm nóng trong một phần ẩn. Vì vậy bạn có thể có cơ hội tốt hơn để có được một dàn diễn viên mạnh mẽ sau này.
Và một điều khác bạn nên biết về việc đọc là anh chị em nên NNC không thể đọc cùng nhau. Và cha mẹ không thể đọc với điều này mà chúng ta không có đột biến phân số. Hơn nữa, nếu bạn bận và chỉ muốn đọc một số mới, nhìn nó câu thú vị và bán nó trên thị trường để kiếm lời, bạn có thể tìm kiếm các thế hệ tôi ổn ở đây. Vì người châu Phi sẽ yêu cầu 0 mét khi bạn sinh sản với anh ta về chi phí chăn nuôi. Nó sẽ tốn kém khi sửa chữa Nino ở 315 Nino và vài mét, tùy thuộc vào số lần con chuồn đó đã được lai tạo. Như bạn có thể thấy ở đây trong bảng, thực sự đắt phải không? Nhưng nếu bạn đến châu Phi để thở cùng nhau, bạn sẽ không cần Nader nữa. Vì vậy chi phí sẽ được cắt giảm đáng kể. Tốt, tôi nghĩ rằng các bạn đã có một cơ sở thực sự tốt ngay bây giờ. Vậy chúng ta hãy vào ngay trò chơi. Vì vậy tôi đang chơi trò chơi trên PC. Và tôi đã tải xuống các phiên bản trên trang web. Và bạn sẽ cần phải điền vào tài khoản của bạn. Cho phép đăng nhập, vì vậy hãy đăng nhập vào trò chơi nhập. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi ở sảnh người đàn ông. Và đây là toàn bộ đội Nineco của tôi. Khá nhỏ phải không? Tôi vừa chơi nó khoảng 2 ngày trước. Và nó không phải là tất cả chúng. Bạn có thể lên cấp cao nhất của Nineco và nó. Chúng tôi có tất cả Nineco bạn có trong kho. Vì vậy chúng tôi cũng có Nakan 1, Nakan 2, Nakan 3 ở đây. Đây là tất cả những người không phải NP Captasi. Và bạn có thể sử dụng chúng để tham gia vào các trận chiến. Để được biểu tượng cảm xúc nhưng bạn không thể nhận phần thưởng. Vâng, kiếm tiền không miễn phí. Và những thứ này có NP ở đây. Bạn có thể nhấp vào và tìm kiếm một số ngôi sao của họ. Các lớp học một số sức khỏe. Bạn có thể đọc chi tiết về kỹ năng hoạt động. Trong tất cả các tiếng vang đầu gối, chúng tôi cũng có kỹ năng thụ động 3. Đây là mức độ của lốp xe. Một số thiết bị của tiếng vang đầu gối của bạn. Về thiết bị bạn có thể quay lại đây. Và nó có tất cả thiết bị mà bạn đã để lại trong kho. Như nếu bạn trang bị cho vòng cổ đầu gối của mình, nó sẽ không còn ở phía sau này nữa. Nó đã là cái bên trái và mục ở đây. Về cơ bản ngoài Nino và Mother, chúng tôi cũng có cá hoàng hậu. Và được sử dụng để nâng cấp mức cổ. Và con cá tím dùng để nâng cấp cổ bằng lốp. Vì vậy ví dụ tôi đã đến với anh hùng. Tôi đến cái này và bạn có thể thấy lốp xe ở đây. Sau đó bạn có thể đi đến điều này và nâng cấp chúng. Nó có giá khoảng 200. Công khai miễn phí để tôi nâng cấp cái này lên lốp mới. Để tôi có thể có kỹ năng mới và tăng eco mới của mình. Bắt đầu lên cấp độ hoàn toàn mới. Và một vật phẩm khác mà bạn có thể tìm kiếm là hiện vật. Ở đây ngay bây giờ tôi không có bất kỳ sự thật nào khác. Bạn có thể quay lại đây và có một số bổ sung ở đây. Edifact là một số thực sự. Vật phẩm quý hiếm và mạnh mẽ mà bạn có thể trang bị cho Nico của mình. Và đặt một số thứ thực sự mạnh mẽ cho Nico của bạn. Và tôi nghĩ là cách duy nhất để có được chúng là đến Flagman ở đây. Bạn có một số cơ hội từ việc yêu cầu các vấn đề và sử dụng để triệu hồi một số hiện vật mới. Bạn có thể mua một ít sao ở đây trong cửa hàng ở đây. Bạn bằng cách sử dụng mô hình. Bạn có thể sử dụng mô hình để mua một số cá bong hoặc các vật dụng khác để trang bị cho các khớp ngón tay của bạn. Vì vậy tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện một số trận chiến. Vì vậy đầu tiên về chế độ B3, bạn có thể nhấp vào chế độ phiêu lưu tại đây. Vì vậy ngay tại đây bạn có thể thấy dương ở đây. Bạn có thể thu thập khuôn mặt của bạn xanh lá cây mỗi 10 giờ. Vì vậy tôi có thể thu thập và tôi sẽ nhận được một số mặt màu tím, xanh lá cây mặt và giáo tại điểm để lên cấp của bạn. Để nâng cấp hồ sơ của tôi. Và bây giờ chúng ta hãy tham gia ngay vào trận chiến. Vì vậy một điều bạn nên lưu ý trong trận chiến ở Nenergo là giờ của đội nên cái cây. Nenergo từ các phân số giống hệt nhau có thể tăng 10% HP và 10% tấn công. Bạn cần phải sử dụng điều này để trở thành một dòng hoàn hảo quả. Để chiến đấu với Bi đến em. Và cả trong Bi để biểu tượng cảm xúc Bi là Mo. Vì vậy ngay bây giờ tôi đã có 3 chiến thắng ở đây. Vì vậy cuộc tấn công toàn đội của tôi tăng 10%. Vì vậy chúng ta hãy chiến đấu này chúng ta sẽ. Trò chơi là tự động. Vì vậy bạn sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì. Nó chỉ tự động tấn công bạn. Tôi nghĩ rằng các hiệu ứng kỹ năng trong trò chơi thực sự là trông tuyệt vời. Tôi nghĩ bạn cứ để ở đó và chỉ để họ làm công việc của họ. Và tôi nghĩ xem chúng cũng rất vui.
thắng các trận chiến. Có một số cá bong bóng mũi giáo và mũi nhọn và một số vương. Thiết bị. Không có bất kỳ sức chịu đựng hay bất cứ điều gì khác. Vì thế, bạn có thể chơi các trận chiến nhiều nhất có thể trong ngày. Và bạn có thể nhấp vào vấn đề khiếu nại tại đây để yêu cầu một số yêu cầu phần thưởng cũ. Vì vậy mỗi Ninakou ở đây có tối đa 1.000 năng lượng. Và bạn có thể sử dụng tới 2.050 trăm năng lượng. Để yêu cầu trường cũ nhất từ Bi đến em. Vì vậy tôi chỉ cần nhấp vào là xe dâu ở đây. Và nhấp vào 100 và chúng tôi. Vì vậy chúng tôi có 100 CD 1 và 5 mảnh. Vì vậy mô hình tiền thưởng ở đây chúng tôi cũng cháy ngay hôm nay. Vì vậy nếu bạn ngao ngán vấn đề từ đám cháy, nó sẽ thưởng cho bạn một số trục bổ sung để tạo ra một hiện vật mà tôi đã nói với bạn trước đây. Vâng, tôi nghĩ đó là cách bạn có thể yêu cầu trường cũ từ B2E. Hầu hết và một điều bạn nên biết là bạn không nên sử dụng tất cả yêu cầu năng lượng từ một nhân vật. Và bởi vì bạn cũng sẽ cần sử dụng năng lượng để đi cho B2B nhất. Nó thực sự quan trọng đối với thu nhập của bạn. Vì vậy tốt hơn là bạn nên yêu cầu nó như nhau từ tất cả các thực thể. Và nếu bạn leo lên cao hơn trong các giai đoạn, trong Bi để ở trong Bi đến em nhất, phần thưởng của trường nó chắc chắn sẽ cao hơn. Vì vậy đó là tất cả về chế độ chiến dịch. Nhưng bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận bền vững, nhưng nó sẽ không đến với Bi để trở thành nhiều thứ hơn. Chúng tôi có một chút thách thức hơn cho bạn. Vì vậy bạn sẽ tham chiến ở đây và chuyển sang chế độ đấu trường, đến Bi để trở thành trận chiến. Vì vậy chúng tôi có chuỗi ở đây những cam kết vào cuộc chiến vĩ đại mà chúng ta sẽ sớm phát hành trong tương lai. Vì vậy hãy nhấp vào thử thách. Và nó sẽ cho bạn thấy một bảng xếp hạng thách thức của các nhà vô địch. Và bạn có thể vào phần thưởng tại đây để xem cách nhiều bạn có thể kiếm được từ các đấu trường. Người đứng đầu ở đây có tới 16.000 Ninao, khoảng 2.000 đô la. Và cũng lên đến 300 chip cho vòng quay may mắn. Bạn cũng có thể kiếm được một số trường thực sự tốt ở đây. Thích hơn 100 mét để thắng mỗi trận đấu. Khá tốt phải không? Đó là lý do tại sao Winner là người kiếm tiền chính trong trò chơi này. Tôi cũng có thứ hạng ở đây khá thấp, bởi vì tôi chưa phải là một đội mạnh. Quy tắc đấu trường ở đây thực sự đơn giản. Nó sẽ diễn ra trong 14 ngày, khoảng 2 tuần và bạn sẽ nhận được tối đa 120 đấu trường. Hãy chơi khoảng 5 trận đấu trong ngày này. Và mỗi trận chiến chúng tôi tiêu tốn của bạn khoảng 1 vé. Và mỗi bức thư chiến đấu, chúng tôi có khoảng 3 phút để sắp xếp đường tấn công của. Khi thời gian kết thúc, bạn nhấn chết thứ hạng sẽ bị trừ. Trong mỗi trận chiến, chúng tôi cần 240 sức chịu đựng, chia đều giữa số lượng diễn viên. Vì vậy giống như hiện tại tôi đã tìm thấy Echo ở đây. Vậy 240 sức chịu đựng chia thành 5. Chúng tôi có 48 sức chịu đựng cho mỗi ni câu một mẹo cho các bạn. Nếu bạn thấy người đó quá mạnh, và bạn đã biết bạn không thể đánh bại họ, vì vậy bạn có thể đợi trong 3 phút. Và nó sẽ tự động chuyển sang một đội khác. Nhưng tất nhiên điểm cũng sẽ bị trừ. Nhưng nó không nhiều so với thua trận. Vì vậy chỉ là một trong những mẹo của tôi. Và ngoài đấu trường, chúng tôi còn có cây ma thuật. Đây là vẻ đẹp duy nhất. Duin mở khóa cho Boleder sau khi anh ấy vượt qua cấp độ 43 trong chiến dịch. Và mỗi lớp bao gồm một tập hợp các kẻ thù bị bệnh mà người chơi có thể đánh bại để sở hữu cà tím và một số mặt hàng thực sự có giá trị. Vì vậy chúng tôi chuyển sang một trong những phần quan trọng nhất video của chúng tôi, khoản đầu tư hoàn vốn dự kiến trong trò chơi này. Như ở đây tôi đã chia theo 3 cách khác nhau tùy thuộc vào vốn của bạn, từ thu nhập tối thiểu đến thu nhập tối đa. Phát trực tuyến trò chơi này giống như trong trò chơi, bạn phải có ít nhất khoảng 1 thẻ để bắt đầu kiếm trò chơi này, với tổng số tiền đầu tư tối thiểu vào khoảng 320. Và P2E hàng ngày bạn có thể nhận được tới 300 mét một ngày, khoảng 9 một ngày. Và bạn có thể nhận được tới 217 sau một tháng. Nếu vấn đề ở mức giá hiện tại là 0,03. Hơn một tháng hoàn vốn đầu tư, khá tốt hả?
Nhưng tôi thực sự khuyên bạn nên có một danh sách về uni, Nicosi để bạn có thể đạt đến các giai đoạn cao hơn ở giữa, sử dụng nhiều nhất giờ của nhóm và nhận được nhiều phần thưởng hơn từ các trận chiến hàng ngày. Vì vậy tôi nghĩ bạn có thể lên đến 350m. Một ngày với 3 lần vượt qua với tổng mức đầu tư khoảng 90-60 đô la và thu nhập hàng ngày khoảng 30 đô la. Và sau tiền, bạn có thể nhận được tối đa 850 chỉ với người mua PT. Bạn có thể trả lại vốn của mình khoảng hơn 1 tháng nếu bạn xây dựng cây này đủ mạnh, như đạt đến cấp độ 100 trở lên. Tôi nghĩ bạn cũng có thể kiếm tiền khi đọc dễ dàng hơn. Vì vậy cuối cùng nếu bạn nghiêm túc muốn bạn đầu tư vào đây để kiếm được trò chơi này, bạn có thể tìm kiếm thẻ ốm và là một đội mạnh nhất có thể. Sử dụng tất cả các giờ của đội và một số kỹ năng tốt nhất bạn có. Chọn từ thị trường. Nhóm đắp có công khai, bảng kỹ năng công khai nhất. Lựa chọn từ những người chơi đấu trường hàng đầu. Tôi đặt liên kết bên dưới để bạn có thể tự kiểm tra, để xem xét kỹ năng tốt nhất bạn có thể có là gì. Chiến đấu với những người chơi khác. Khoản đầu tư tối thiểu sẽ vào khoảng 1,92. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ nhiều hơn nếu bạn muốn trở thành một đội tốt. Bạn có thể kiếm được cùng một BT, vấn đề so với nhóm cây. Nhưng bạn sẽ nhận được nhiều hơn trong bảng xếp hạng. Cái nào thực sự rất lớn, giả sử bạn thắng khoảng 20 tháng 3 trong số 120, bạn đã có 52.000m trong một ngày. Với hơn 100m trong mỗi tháng 3, với thu nhập trong ngày lên đến 89 mỗi ngày. Đầu tư hoàn vốn thực sự tốt đúng không? Vì vậy hãy tưởng tượng nếu bạn lọt vào top 1.000, top 100 trong bảng xếp hạng, bạn sẽ bắt đầu kiếm sống của riêng bạn, trò chơi ngay bây giờ. Nhưng hãy lưu ý rằng trong 3 tuần đầu tiên, bạn phải làm những nhiệm vụ sẽ dễ dàng. Tăng cấp độ dịch hại của bạn để có thể làm cho nhóm của bạn mạnh hơn. Lý do tại sao tôi chỉ nói cuộc đua chiến thắng khoảng 15-20% vì ngay bây giờ, có rất nhiều người chơi lớn tuổi đã đạt xếp hạng cao nhất. Và nó khá khó để người chơi mới bắt kịp họ. Nhưng cá nhân tôi nghĩ hãy kiên nhẫn và bền bỉ. Và một ngày nào đó bạn có thể đạt được những gì bạn muốn. Rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ cần phải tự nghiên cứu. Cẩn thận trước khi thực hiện một số đầu tư thực sự. Trò chơi này. Đó là tất cả về tập hôm nay. Bạn thấy video này thực sự hữu ích? Hãy nhấn like, subscribe giáp để thể hiện sự ủng hộ của bạn. Chúng tôi cũng tạo ra nhiều nội dung về trò chơi trong những tuần tới. Eco thực sự là một trò chơi thú vị và có lợi nhuận để chơi. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ mất thời gian. Vì vậy hãy hồi sinh, kỵ binh trước khi đưa ra quyết định đầu tư của bạn. Nhân tiện tôi là Ellie từ Game 3. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.